Chiều nay, Ban chỉ đạo vận tải phục vụ Tết Quý Mão 2023 thành phố Đà Nẵng phối hợp với đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý xe 50F00801 có hành vi vi phạm nghiêm trọng luật giao thông đường bộ. Theo đó, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có xe ô tô khách 50F00801 của nhà xe Lý Mỹ Phượng đi tuyến Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh đang có hành vi sử dụng xe vận chuyển khách quá hạn kiểm định và xe chở quá số người cho phép 73/46 người nên ra quyết định tạm giữ phương tiện và buộc phải sang tải. Về cái sự mất an toàn, nguy cơ tiềm ẩn đến tai nạn giao thông, tổ tuần tra kiểm soát đã nghiêm khắc xử lý và cương quyết xử lý đối với cái hành vi vi phạm trên, đồng thời là yêu cầu chủ phương tiện là phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Nhận được tin báo, Ban chỉ đạo phục vụ vận tải Tết của Sở Giao thông Vận tải thành phố đã điều động 2 phương tiện đến tiếp nhận 73 hành khách do lái xe vi phạm không đủ điều kiện hoạt động kinh doanh. 2 xe nhận hạ tải này có trách nhiệm đưa số hành khách trên về đến bến đã đăng ký và buộc đơn vị vận tải nhận hạ tải không thu thêm tiền của hành khách dưới bất kỳ hình thức nào. Từ Nghệ An đặt trước nhà xe này để vào Bình Dương để đi làm mà không biết mà nhà xe nó nhét nhiều như thế, bọn em cũng không ấy, cũng không mong muốn như thế, nhưng mà việc xảy ra thế này thì cũng mong các cán bộ của nhà nước hỗ trợ cho bọn em đi đến nơi đến chốn để đi làm. Được biết, nhà xe Lý Mỹ Phượng chở 73 hành khách đi tuyến Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh với giá vé 1,2 triệu đồng trên người, tăng gấp đôi giá vé theo quy định.